Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Bức xúc, lời khai rừng rừng của hung thủ trong vụ án tiễn gia đình 3 người ở Cà Mau, hàng trăm trinh sát truy lùng suốt 5 ngày đêm, cuối cùng bị tóm sống bởi vì thói quen này. Thưa quý vị, rúng động dư luận những ngày qua, một vụ thảm án đã xảy ra tại Cà Mau. Hai vợ chồng cùng người con gái đang mang song thai được phát hiện đã ra đi ở hai địa điểm trong nhà và bờ vuông tôm của gia đình. Theo nguồn tin, khoảng 13 giờ, ông Hải ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, sống gần nhà nạn nhân nhận được cuộc điện thoại từ người con gái thứ ba của ông Thanh nhờ đến nhà để kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được với gia đình. Khi đến nơi, ông Hải thấy con gái út của ông Thanh cùng một số người đứng trước cửa gọi nhưng không có ai trả lời. Mọi người phát hiện mùi lạ có khí nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Sau khoảng 15 phút không nghe thấy tiếng ông Thanh, mọi người quyết định phá chốt cửa vào để kiểm tra. Sau đó ai cũng hoảng hốt khi thấy chuyện thương tâm. Theo nguồn tin, người con gái 38 tuổi của ông Thanh đang mang song thai được phát hiện bị tiễn ở phòng ngủ kế bên. Sau khi chia nhau tìm kiếm, mọi người đã phát hiện vợ ông Thanh ở sau vườn cách nhà khoảng 50m. Nhà ông Thanh làm vuông tôm cách nhà hàng xóm gần nhất khoảng 40m, cách nhà em ruột chừng 80m. Xung quanh tùm nhiều cây cối, vợ chồng nạn nhân có 5 người con và đã sống riêng. Theo những người hàng xóm, trước đây, vợ chồng ông Thanh sống cùng hai đứa cháu ngoại song sinh, con của nạn nhân với chồng trước đã ly dị. Nhưng gần đây, hai người này đi làm ăn xa. Gần một năm nay, nạn nhân 38 tuổi sống như vợ chồng với Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi và về ở cùng với cha mẹ. Khoa là người ở xứ khác đến nên mọi người ít có thông tin. Cách đây 4 ngày, con gái thứ ba của ông Thanh gọi điện cho cha, nhưng Khoa đã bắt máy. Anh ta bảo ông Thanh đi du lịch ở Cần Thơ, đưa điện thoại cho anh ta đi rửa. Khoa cũng nói với hàng xóm là gia đình ông Thanh đi vắng nên nhà đóng cửa. Ông Hải cho biết, mấy tháng nay, Khoa hay hỏi mượn tiền người quen ở đây nên chúng tôi cũng ít giao du. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của công dân, Đại tá Phạm Bình Lũy, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an địa phương nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định các nạn nhân bị tiễn vài ngày trước đó, người dân trong khu vực cũng thông tin gia đình ông này thường ít khi ra ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đặt nghi vấn cao đối với Bùi Vũ Khoa, sinh sống như vợ chồng với chị Khương nhưng hiện không có mặt tại địa phương. Lần theo dấu vết từ các nguồn tin do người dân cung cấp, các trinh sát điều tra đã chia nhau ra để làm nhiều mũi truy lùng đối tượng. Một tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau phát hiện đối tượng Khoa đang điều khiển xe mô tô của gia đình nạn nhân chạy tốc độ cao trên quốc lộ 1A hướng về tỉnh Bạc Liêu. Các trinh sát bám đuổi theo đến đoạn đường thích hợp, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau thì bắt gọn đối tượng tình nghi. Đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Gia Giai, tỉnh Bạc Liêu để điều tra liên quan đến 3 án mạng xảy ra tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Đối tượng Khoa bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn bằng xe máy. Khai nhận bước đầu với cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Khoa cho biết do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình chung sống tại gia đình vợ hờ nên đã tiễn vợ chồng ông Phan Văn Sự sinh năm 1954 và Trần Thị Ngọt sinh năm 1955 cùng chị Phan Liên Khương sinh năm 1985, con gái của ông Sự. Sau khi gây án, Khoa vào phòng ngủ của cha mẹ vợ hờ để lấy tiền tiêu xài và lấy xe mô tô làm phương tiện chạy trốn. MC Quyền Linh giàu cỡ nào, đi rất lào mà chê biệt thự siêu xe, thắt dây cao ngất nhưng sống rất cơ cực mà lại dám chi cả bao tiền giúp người nghèo. Thưa quý vị, Quyền Linh, một trong những cái tên đình đám nhất hiện nay, đặc biệt với mức cát xê cao ngất ngưỡng, dư giả khả năng mua sắm sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp hạng sang, song Quyền Linh lại phớt lờ tất cả để sống lối sống rất giản dị. Đặc biệt, nam MC lại chọn con đường thường xuyên đi thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và làm các chương trình đầy nhân văn. Nhiều năm trở lại đây, diễn viên sinh năm 1969 lại hoạt động chủ yếu trong vai trò MC, nhất là các chương trình thiện nguyện như Vượt Lên Chính Mình, Mở Cửa Tương Lai, Sự Duyên Dáng cùng Tấm Lòng Nhân Hậu giúp anh được mọi người yêu quý, gọi với danh xưng MC của người lao động nghèo. Quyền Linh có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã và hai con, anh còn sở hữu khối tài sản mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Một trong những minh chứng cho khối tài sản khủng của MC bạn muốn hẹn hò chính là căn biệt thự rộng lớn tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi của Quyền Linh có diện tích 500m², được sơn trắng, màu yêu thích của gia chủ. Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu do chính bàn tay bà xã lên ý tưởng thực hiện. Ngoài thiết kế cơ bản, căn biệt thự còn có phòng để đồ riêng, phòng hát karaoke, hồ bơi. Bên cạnh sự tiện nghi, sang trọng, căn biệt thự của Quyền Linh còn gây chú ý với khoảng sân vườn khá rộng, là nơi anh trồng nhiều loại hoa, cây trái. Quyền Linh từng khoe, nhà anh tuy xa trung tâm nhưng bà con hàng xóm ở đây ai cũng quý mến.
Cảnh xung quanh nhà tôi toàn xanh um màu của lá, xa xa còn có cả những cánh đồng, một bờ kênh map. Muốn lấy cảnh nông thôn mà ngại đi xa, cứ đến khu vực nhà Quyền Linh là xem như có một phim trường mini rất hợp với bối cảnh nhà quê, anh nói. Được biết, các biệt thự này có giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng, hoạt động lâu năm và đạt được những thành tựu trong nghề. Nhiều người không khỏi thắc mắc về các xe của Quyền Linh. Năm 2017, anh đã tiết lộ mức thù lao 100 triệu đồng khi đóng phim cho Phước Giang. Đây cũng là mức cát-xê cao ngất ngường so với thời điểm đó. Quyền Linh chia sẻ, chỉ với một vai phụ trong phim Khi đàn ông mang bầu, tôi cần đủ tiền mua ô tô. Trước đó, nam MC từng trải qua cuộc sống khó khăn, thậm chí từng muốn bỏ nghề vì cát-xê không đủ sống. Nếu như Quyền Linh là một gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, thì bà xã anh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tài giỏi trong kinh doanh. Dạ Thảo từng làm việc với mức lương 1.000 USD trên tháng. Bằng sự nỗ lực của mình, chị tự kinh doanh riêng và trở thành một bà chủ lớn. Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo cũng rất đầu tư cho hai cô con gái là Hạt Rẻ và Lọ Lem học ở một trường quốc tế hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Khi con còn học tiểu học, diễn viên này đã chi trả mức học phí là 276 triệu đồng trên năm cho con mình. Dù sở hữu cuộc sống giàu sang, sung túc, song Quyền Linh lại có lối sống khá giản dị, khác với nhiều nghệ sĩ khác. Nam MC không đua đòi hàng hiệu, anh diện áo thun, quần tây và gắn nhiều với đôi dép tổ ong mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh cũng được khán giả biết đến là nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu khi thường xuyên bỏ tiền túi để giúp đỡ người dân lao động nghèo. Quyền Linh cũng thường xuyên dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chính vẻ ngoài giản dị cùng tấm lòng nhân hậu khi ân cần hỏi thăm mọi người khiến diễn viên sinh năm 1969 trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất hiện nay. Quyền Linh tâm sự, anh chỉ là một người bình thường và luôn cảm thấy cô đơn trong những khoảnh khắc đời thường. Dù hơn 20 năm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nam MC vẫn cảm thấy nợ cuộc đời vô số những yêu thương. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Quyền Linh chia sẻ, anh không nghĩ mình là người giỏi giang, nhưng anh biết mình là người kết nối giỏi và tạo nên hiệu quả xã hội tốt. Bởi Quyền Linh nghĩ vì anh có sự lan xả nhiệt tình. MC Hai Lúa cho rằng vì anh cũng xuất phát từ điểm không nên anh hiểu được những người ở điểm không cần gì. Quyền Linh nói rằng anh không quen đến những nơi sang trọng quần là áo lụa đầy hào nhoáng mà chỉ quen với thế giới của bùn đất, sự chân tình mộc mạc của vùng quê nghèo hay cái cuốc cái cày. Theo nam MC vượt lên chính mình, khi đến những nơi đó anh rất thích vì nó thân thuộc với mình.